Giá tiêu thế giới ngày 2 tháng 5 Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, IPC, niêm ít giá tiêu đen Lampung, Indonesia, chốt tại 4.703 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 4.700 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA giữ mức 4.900 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng môn tốt 6.232 đô la Mỹ một tấn giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.200 đô la Mỹ một tấn với loại 500 G1L, loại 550 G1L mức 4.300 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng ở mức 6.000 đô la Mỹ một tấn. IPC giữ nguyên giá tiêu các nước so với phiên cuối tháng trước. Xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong tháng 2 đạt 1.955 tấn, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đưa tổng xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm lên 4.247 tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ, theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia, BPS. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành tiêu Indonesia trong 2 tháng đầu năm là Mỹ với 1.194 tấn, tăng mạnh 93,6% so với cùng kỳ và chiếm 28,1% thị phần. Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo gồm Ấn Độ đạt 463 tấn, giảm 14,7%, Việt Nam 461 tấn, tăng 24,1%, đặc biệt xuất khẩu tiêu của Indonesia sang các thị trường châu Âu tăng rất mạnh như Đức tăng 145,4%, Pháp tăng 205,2%, Hà Lan tăng 183,3%. Tổng cục thống kê vừa thông tin Lượng hồ tiêu xuất khẩu trong tháng 4 năm 2024 của Việt Nam tiếp tục tăng và ở mức cao nhất trong 11 tháng qua, đạt 27.000 tấn, với kim ngạch hơn 117 triệu đô la Mỹ, tăng 4,2% về lượng và tăng 5,1% về kim ngạch so với tháng trước, tăng 2,2% về lượng và 40,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024, giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 4.214 đô la Mỹ một tấn, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thời điểm này năm ngoái, nhu cầu tăng đột biến từ thị trường Trung Quốc sau COVID-19 giúp lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng mạnh. Nhưng kết thúc năm 2024, giá xuống thấp khiến mục tiêu xuất khẩu tỷ USD lại lỡ hẹn. Năm nay mới trải qua một phần ba thời gian của năm 2024 nhưng kim ngạch đã đạt trên 350 triệu đô la Mỹ. Dự báo thời gian tới giá tiếp tục tăng sẽ giúp ngành hàng hồ tiêu cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay. Dù Trung Quốc giảm mua mạnh, nhưng nhờ nguồn cung thấp và đa dạng thị trường xuất khẩu giúp hồ tiêu Việt sáng cửa đạt được mục tiêu trên. Giá tiêu hôm nay 2 tháng 5, đồng loạt đi ngang, giao động từ 97.500, 98.500 đồng 1 kg. Giá tiêu hôm nay tại các khu vực vùng trồng trọng điểm so với thời điểm ngày hôm qua ghi nhận không có sự biến động, hiện mức giá cao nhất tại Đắk Lắk, Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu đạt mức 98.500 đồng 1 kg. Giá tiêu trong nước hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 98.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 97.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 97.500 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 97.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 98.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 98.500 đồng 1 kg.